Vâng, xin chào các anh chị. Và chúng ta lại tiếp tục với cái phần bài học tiếp theo của Smart Email Marketing by Phan Anh. Và tôi đang hướng dẫn các anh chị sử dụng cái ứng dụng phần mềm nền web là GetResponse Email Service. Đây là cái ứng dụng trả phí. Và trong các cái video trước thì tôi đã hướng dẫn các anh chị sử dụng và tạo cái phần context, phần message, phần statistic, đúng không ạ? Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị tạo ra các cái survey, tức là các cái câu hỏi, câu phỏng vấn, rồi thì những cái phần liên quan đến survey, dịch ra tiếng Việt đấy là các cái bảng hỏi. Chúng ta có thể đặt ra các bảng hỏi đây, survey list và quiz new, chúng ta tạo ra một cái mới. Đấy, ví dụ chúng ta đặt tên nó là cái gì đấy, đúng không? Thử tạo mẫu, tôi sẽ làm như vậy rất nhanh cho các anh chị thôi. Phần cảm ơn, xin cảm ơn. Ok. Có thể sử dụng tên miền của tôi hoặc là cái địa chỉ email nào đấy. URL chúng ta sẽ lấy một cái logo của chúng ta. Thì chúng ta sẽ thấy là cái lỗi này nó sẽ không đúng, đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta cần phải đưa một cái đường link vào. Cái phần đường link này thì chúng ta sẽ đưa một cái đường link về website, nhưng nó phải dài. Đây thì tôi sẽ làm cho anh chị xem cái đúng. Dạ, tôi sẽ lấy một cái logo ở trên mạng. Ok, tôi sẽ thử. Ở đây thì tôi đã tạo ra đây rồi, thành công rồi. Tôi đang muốn tạo lại cho các bạn. Để các bạn xem. À, thì cái sang cái bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra các cái phần survey, tức là phần hỏi đáp. Thì bên phải đây là mình sẽ kéo thả. Ở cái phần này thì chúng ta sẽ có rất nhiều các loại câu hỏi, multiple choice, tức là cái phần câu hỏi có nhiều câu trả lời, nhưng mà chỉ trả lời một câu hỏi là trả lời đúng thôi, kiểu như là thu nhập của bạn là bao nhiêu tiền. Đáp án 1, 2, 3, 4 là đáp án 1 là thu nhập 5 triệu, đáp án 2 là 7 triệu, đáp án 3 là 10 triệu, đáp án 4 là trên 10 triệu. Thì cái đấy gọi là multiple choice, đúng không ạ? Thế còn multiple choice dưới này là multi answer, tức là có thể tích nhiều câu hỏi, đúng không ạ? Ví dụ như bạn thích cái gì, ô tô, xe máy, đúng không ạ, máy bay, vân 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 vân, thì chúng ta có thể lựa chọn được nhiều cái thích. Chúng ta kéo vào đây. Cái việc này chúng ta sẽ cần tạo ra trong trường hợp nếu như mà chúng ta làm gì ạ, chúng ta sẽ muốn hỏi đáp cái gì đó. Thì các cái câu hỏi phỏng vấn của chúng ta là gì? Ví dụ như là tôi muốn hỏi về thu nhập, đúng không? Thu nhập của bạn hàng tháng là bao nhiêu tiền? Hỏi chấm, đúng không ạ? Chúng ta có thể cho thêm sự lựa chọn nếu chúng ta muốn. Ok. Bốn lựa chọn nhé. Từ 5 đến 7 triệu đồng trên tháng. Được chưa? Từ 7 cho tới 10 triệu trên tháng, tôi giả sử như thế, tôi làm mẫu thôi nhé các anh chị nhé. Vâng, từ 10 đến 15 triệu trên tháng, và cuối cùng là gì ạ, trên 15 triệu, được chưa? Đấy, thì người ta sẽ chỉ được phép trả lời một câu hỏi đúng thôi. Tương tự như thế thì các bạn bắt đầu là các câu hỏi text này, ví dụ hỏi nó sẽ trả lời bằng chữ này, text dạng paragraph này sẽ trả lời bằng đoạn văn này, subscribe form này chúng ta cũng có thể kéo thả vào đây. Đấy, subscribe vào đâu, đấy, text văn bản này chúng ta sẽ đưa vào đây, sau đó chúng ta sẽ save and publish, tức là chúng ta sẽ lưu cái mẫu này lại và công khai nó để chúng ta chạy. Ok, như vậy là tôi vừa hướng dẫn các anh chị tạo xong. Đấy, đây là cái đường link cho cái câu hỏi đáp của chúng ta. Chúng ta sẽ copy cái đường link này, chúng ta chia sẻ trong email, đúng không ạ? Chúng ta copy cái đường link, chúng ta chia sẻ trong email. Đấy, thì người ta sẽ vào đây, người ta sẽ thấy đấy, có logo của chúng ta ở đây, đúng không ạ? Mẫu chúng ta hỏi là gì, vân vân. Ta gửi một cái thì trong email chúng ta sẽ nhận được. Rồi thì tôi xin phép hướng dẫn nhanh thôi, để chi tiết hơn, tử tế hơn thì các anh chị vui lòng tự thao tác nhé. Tôi hướng dẫn nó một cách nó cũng đơn thuần. Ok.
Như vậy là tôi đã vừa hướng dẫn các anh chị tạo xong phần survey, tức là phần các cái câu hỏi phỏng vấn hoặc là hỏi đáp để mà có các câu trả lời. Survey thì chúng ta thường làm khi mà chúng ta muốn điều tra, muốn phỏng vấn, muốn có những bảng hỏi. Như vậy tôi xin phép dừng cái phần video này tại đây, để chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhau trong cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.